À, xin chào anh em, hôm nay em giới thiệu với anh em đây là loại lò xo con tẹp 12 kg nha. Hàng này hàng xịn thì nó đang làm mưa làm gió làm đảo điên anh em dân chơi đi, anh em chơi ở chỗ rất nhiều. Thì cái này là hàng chợ nè, hàng này hàng xịn. Thì em sẽ lựa cái số vòng của hàng tẹp 12 kg ra, số vòng 31 vòng chuẩn nha, 31 vòng, đường kính 19 ly rưỡi nha, chiều dài là 21,5 cm. Còn hàng 9 kg là 37 vòng, chiều dài 22,5 cm nha, 12 kg là nó chỉ 21,5 thôi nha. Bây giờ em tháo ra em đo cho anh em coi nha. Rồi em tháo cái nè. Rồi để xuống nè. Đo nè. Em coi cái thước này nha. 21,5 nè, thấy không? Đó. 21,5 cm. Đó. Rồi. Thì bây giờ em bẻ thử cho anh em cho thánh độ bền. Cái hàng xịn. Hàng xịn sẽ thấy nó bóng nè, nha. Đen bóng. Còn cái hàng chợ nè, nó trắng nó nhám, không bằng hàng xịn. Nha. Bây giờ em bẻ thử em đo so sánh thử hai cái ra coi sao. Cái này hàng chợ, giờ bẻ trước nè, bẻ trước cái hàng chợ nè nha, hàng chợ nè, hàng rẻ tiền. Rồi nè, hai đầu ốp vô nhau nè, anh em đừng đừng bóp đây nha, chỉ bóp đây thôi, hai đầu đây thôi. Rồi buông ra anh em coi nè, thấy không, mới bẻ con cái nó còn vòng, thấy không. Rồi cái tới hàng xịn nè, anh em nhìn thấy nó bóng nè nha. Rồi em bẻ nè, rồi hai đầu bóp lại là chùm lên nè nha, giữ một hồi nè đó. Rồi, buông ra nè, anh coi cái lò xo nè, thẳng đường nè, thấy không? Thấy không? Thẳng đường nè, rồi bẻ tiếp nè. Đó. Giữ con hồi nè. Em nhớ đừng bóp ở đây nha, mình sẽ bóp chụm hai đầu đây thôi. Giữ con hồi nè. Rồi buông ra. Anh em nhìn lò xo thẳng đường nè, thấy không? Đó. Không có cong. Hàng chợ này cong vòng liền nè, thấy không? Hàng xịn bẻ nè, nha, bẻ tiếp nè. Nè. Nha. Đó. Buông ra nè. Lò xo thẳng đường không có cong. Anh em để anh em đồ so hai so sánh này, thấy không, hàng xịn thẳng đường nè, cái hàng chợ nó cong vòng nè đó nha. Rồi thì cái hàng xịn nó vậy đó, thì lá gió xịn nó nè, nó xịn cao su nó cứng hơn đó, nó nội nội cao su nó mềm hơn nha, chất liệu cao su tốt hơn đó. Thằng này là 12 kg nha. Rồi anh em cần alo số điện thoại em tư vấn cho nha. Hiện nay đồ so này bác nó chạy, anh em ưa chuộng nó nhiều, độ bền rất là cao nha. Rồi anh em cần alo số điện thoại này tư vấn cho.